tổng cộng nó cho phép các bạn tạo được 15 loại schema. Hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video này thì sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng plugin Schema Pro, một plugin cực kỳ là hay, cực kỳ là hữu ích trên website WordPress các bạn nha, giúp các bạn tạo những đoạn code schema rất là nhanh chóng và dễ dàng thôi. Tạo những schema về sản phẩm nè, schema về blog posting nè, schema về sự việc dịch vụ nè, schema local business nè, và nhiều loại những cái schema khác nữa các bạn nha. Các bạn tạo rất là dễ dàng và nhanh chóng thôi mà các bạn không cần phải biết code gì cả. Thì các bạn đầu tiên bạn hãy truy cập vào website của mình và hãy login vào trình quản trị admin website WordPress của bạn nha. Tiếp theo các bạn phải cài đặt cái plugin Schema Pro vào cái website của bạn các bạn nha. Thì để cài đặt được á, thì một là các bạn có thể là vào Google nha, vào Google các bạn gõ Schema Pro, Schema Pro bằng đây đấy, các bạn truy cập website chính thức của Schema Pro này. Rồi sau đó các bạn sẽ mua một cái bản quyền các bạn nha, bản quyền của nó về các bạn cài đặt trên website của bạn. Thì bạn bấm vào chỗ pricing này, nó xuất hiện cho bạn cái bảng giá ở đây. Thì nó có hai phiên bản, phiên bản là bạn gia hạn hàng năm, tức là sau một năm thì bạn cần phải gia hạn lại để sử dụng tiếp. Thì cái bản này là 1.700.000 các bạn nha, 1.700.000 một năm. Còn cái bản lifetime là bản trọn đời nè, bản này sẽ là mua một lần và sử dụng mãi mãi, nó là 5.800.000. Thì bạn phải mua một trong hai bản này, bản nào nó phù hợp với bạn thì bạn mua về, bản nào mua về các bạn nha. Hoặc cách thứ hai đó là các bạn hãy liên hệ với Thiện thông qua số hotline và số Zalo luôn, đó là 0907 684 279. Thì Thiện sẽ share cho các bạn cái plugin Schema Pro này với các bạn lifetime các bạn nha, bản trọn đời này, với giá rất là rẻ các bạn, 500.000 đồng thôi đó. Thì các bạn sẽ có một cái Schema Pro cực kỳ là chuyên nghiệp cho website của mình, giúp website của bạn SEO từ khóa lên top Google nó hiệu quả hơn các bạn nha. Rồi khi đã có cái link dưới rồi, bạn cài vào website của bạn nha. Sau khi cài xong, bạn duy trì đến phần cài đặt nè. Cài đặt thì bạn có thấy là Schema Pro nó đây. Thì bạn sẽ bấm vào Schema Pro của bạn nha. Đó. Để tiến hành, chúng ta sẽ đi setup một số thông tin ở bên trong này nha. Sau khi cài đặt thì tại Schema này bạn sẽ không bấm gì cả. Tại website information là tại đây, bạn có thể là tải cái website logo bạn lên nha. Đó, bạn dần tải lên và bấm Save Change là được. Ở trên thì bạn non này giúp mình. Đấy. Rồi qua phần Recom thì bạn sẽ cài đặt, bạn tiếp vào dấu Z ở đây thôi, còn những cái dưới là bạn non hết giúp mình. Đó, là bạn sell change lại nha. Rồi qua phần là plugin setting thì ở đây bạn sẽ cài đặt một số thông số như mình đây. Đầu tiên là yes, sau đó bạn để là cài đặt như thế này. Đó, rồi schema code in bạn để là trong thẻ head nha. Rồi mấy cái này thì bạn có thể để mặc định như vậy. Rồi bấm sell change lại là ok. Tiếp theo là trong phần white label thì ở trong này thì bạn có thể là bạn để mặc định như mình nha. Đó, bạn để mặc định như thế này. Rồi, tiếp theo thì bạn sẽ quay trở ra ngoài schema đây, qua tab này. Chúng ta tiến hành chúng ta cài đặt các bạn nha. Thì ở đây bạn sẽ bấm add new lên để tiến hành bạn tạo một cái đoạn code schema cho bất cứ trang web nào ở trên website của bạn nha. Bấm add new nè. Đó, ở đây nó có rất là nhiều loại schema, là article nè, tức là dạng blog đó các bạn. Book là dạng mà các bạn website dạng bán sách đó các bạn. Course là dạng website khóa học nè. Event là dạng website mà thuộc loại là tổ chức sự kiện đó các bạn. Rồi job spotting là cái dạng mà website công việc làm, tuyển dụng việc làm đấy. Rồi schema tiếp theo là local business này, hay là schema review đánh giá nè, schema person là tác giả nè, schema product là sản phẩm nè, schema receive là công thức nè, schema service là dịch vụ nè, schema software application là cái loại website là dạng phần mềm các bạn nha, phần mềm. Rồi schema video object nè, dạng video nè, dạng nhấn cái trang web dạng video và dạng phim đó. Rồi F&V này là câu hỏi đáp nè, how to là dạng website mà mình sẽ chỉ định cho nó là cái loại là chỉ dẫn thôi nha, how to là hướng dẫn. Rồi custom markup có nghĩa là bạn sẽ tùy chỉnh một cái đoạn schema mà theo ý bạn đó. Thì đây nó có một số loại như thế này, bạn thấy là đây 5 dòng, ở đây 5 nữa, đây 5 nữa là 15, tổng cộng nó cho phép các bạn tạo được 15 loại schema đó với Schema Pro này, nó rất đơn giản các bạn nha. Ví dụ trên website chúng ta nó sẽ có những cái loại schema khác nhau các bạn nha. Đây, trang website www.digi.com này, đây là trang chủ, thì thường chúng ta sẽ chọn cái trang này là cái loại local business hoặc là một cái loại nào đó mà nó phù hợp nhất, nó đúng nhất với trang website của bạn. Thì nếu như bạn chưa biết cách chọn loại schema nào nó phù hợp với trang web của bạn và cách tạo schema cho trang chủ của bạn á, thì bạn có thể lên YouTube nha. Vừa rồi mình có một buổi chia sẻ về schema rất là chi tiết, mình giải thích schema là gì cũng như là
hướng dẫn cách tạo schema thì bạn có thể vào YouTube bằng gõ đào tạo sale giúp mình nha. Đào tạo sale cộng với thương hiệu của Thiện, đó là Lâm Thanh Thiện các bạn nha. Lâm Thanh Thiện. Bạn bấm enter trên YouTube để cho nó xuống kết quả tìm kiếm như thế này. Thì bạn sẽ kéo xuống giúp mình, bạn tìm đến cái video là đào tạo sale nè, schema là gì nè, cách tạo schema và sale từ khóa lên top Google nè các bạn. Thì ở video này mình hướng dẫn đến 2 tiếng lận. Ở đây mình hướng dẫn cách tạo schema hình như là 7-8 loại đó các bạn, 7-8 loại schema đó các bạn có thể là tự tay, tự mình có thể code được những cái đoạn schema phù hợp với trang web của bạn để bạn có thể là cài vào trang web của mình các bạn nha. Đó. Thì đây, thì ví dụ như bây giờ thì sẽ tạo một cái loại schema, ví dụ local business. Đó. Sẽ bấm vào local business như này hoặc là một trang bất kỳ các bạn nha. Ví dụ như Thiện lấy một cái khóa học nào đó đi. Ví dụ đào tạo sale hay là khóa học bán hàng online đi. Thật ra những cái trang này thì Tiện đã thêm schema cho nó rồi. Bạn có thể check bằng cách là bạn vô Google này. Bạn gõ giúp mình là schema testing tool. Schema testing tool thì ở đây bạn có thể chọn một trong hai cái trang đó là schema markup này và Google for developer này, bạn có thể chọn một trong hai trang này để bạn check schema các bạn nha, kiểm tra schema. Đây, bạn bỏ cái đường dẫn vào, bạn chạy thử nghiệm thì nó sẽ ra cái đoạn schema thôi. Đấy. Bạn đợi một chút các bạn. Thì nó sẽ trả về những cái loại schema mà trang web này nè, cái URL này hiện có nha, hiện đã cài đặt rồi các bạn. Hiện tại mình đang cài web bay nè, retail work sorry nè, organization nè, recomplist website SV nè. Bạn mình chưa có tạo cái course đúng không các bạn, mình chưa có tạo cái gọi là website khóa học đúng không. Ok, mình sẽ lấy cái đường link nè, cái trang này mình cài cho nó là cái loại course các bạn nha, loại course. Thì mình bấm là course nha, course nha, và bấm là next. Tiếp theo thì enable on, tức là nó mở ở trường hợp nào. Thì ở đây nó có rất là nhiều tùy chọn nha. On singular như tất cả các bạn, còn bạn chọn thường là mình chọn sẽ là specific target các bạn nha. Specific target tức là mình sẽ chọn một trang nào đó cụ thể vào. Ở đây mình chọn trang là khóa học bán hàng online các bạn, khóa học bán hàng online. Để bạn chỉ cần gõ như vậy thôi thì đây nó sẽ ra những cái trang bao gồm là post và bay các bạn nha. Post và bay thì cái này các bạn đã biết rồi đúng không? Post thì nó là một bài viết ở trên website này, bay thì đó là một, còn bay thì đó là một trang cố định. Đó. Bạn nào chưa gần chưa hiểu lắm thì có thể là liên hệ đơn vị thiết kế website cho mình hoặc là liên hệ với bạn nào đó mà gần về website để mà họ giải thích thiệt kỹ hơn về bay và post các bạn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ chỉ định cho cái bay đó là khóa học bán hàng online. Rồi, mình bấm next. Rồi, bấm là complete. Thì như vậy là cài đặt xong đó các bạn. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Nó rất là đơn giản luôn, cách dùng rất là đơn giản, chỉ cần chỉ định là xong. Thì bây giờ cái trang web này mình có thể kiểm tra lại thì nó sẽ ra thêm một cái loại schema là cost nữa các bạn nha. Đây mình bấm thử nghiệm mới lại các bạn nha. Chạy thử nghiệm. Bây giờ nó vẫn chưa ra các bạn, có thể là nó đang lưu sketch hoặc là nó chưa có kịp thay đổi. Thì bây giờ mình sẽ mở tác ấn danh, mình sẽ kiểm tra lại schema testing tool. Ok, thì trong thời gian chạy nó log ra thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn phần này. Thì ở đây nó có rất là nhiều loại schema, đây là một cách để các bạn thêm ra, các bạn phải thêm những trang khác vào đây nha. Đấy. Thì thêm bằng cách nào các bạn có thể là đây bằng cập nhật nha. Nhớ là thêm bằng cập nhật mới được nha. Cập nhật thì nó mới xuất cái loại schema này nha. Thì xong rồi bạn bấm là all schema nè, bạn sẽ tìm đến những cái loại schema bạn đã cài nữa, thấy không? Article mình cài một đống bài viết luôn nè các bạn. Đó. Rồi F&V nè, bạn thấy không? Rồi cost nè. Thì trong cái cost này bây giờ bạn muốn edit, mình muốn thêm những cái trang khác. Đó, thêm những cái trang khác trên website của mình làm cái loại schema cost nữa các bạn nha. Ví dụ như mình thêm cái trang nào đây? Mình lấy ví dụ bằng trang khóa học digital marketing đi, ví dụ trang này hiện tại mình đang đứng top các bạn nha. Ví dụ như khóa học digital marketing đúng không, digital marketing đây. Thì không tự nhiên mà website mình đứng top các bạn, đang đứng top 3 này các bạn, lâu lâu có thể lên top 2 nhưng thậm chí top 1 các bạn nha. Thì website của mình nó nhảy trong ba thứ hạng này đó, nó sẽ trao đổi vị trí trong từng phiên các bạn nha, từng phiên tìm kiếm. Thì ở đây mình đang đứng top 3 này, website của mình, bạn thấy không? Thì không có lý do gì tự nhiên mà đứng top 3 các bạn, tất nhiên là nó phải có schema đó. Thì bây giờ mình thử check xem là cái loại này mình đã thêm schema code cho nó chưa các bạn nha. Và đây mình check lại. Đấy. Nếu chưa nữa thì mình đã chỉ định tiếp trang này là cái loại schema code được các bạn. Đây bạn đợi một chút nha. Web space nè. Đấy, nó có code rồi các bạn. Đây nó có code rồi. Có rồi thôi.
Có rồi thì mình thêm trang khác, mình có thể kiếm một cái trang nào đó, mình ví dụ các bạn một trang trang đào tạo sale thì nó cũng lên top, thì mình cũng đã chỉ định rồi các bạn, đào tạo sale ở đây. Đào tạo sale thì khi này nó khá là cạnh tranh các bạn nha. Mình đang đứng top đây đó, nằm top 6, top 7 các bạn. Lúc trước là mình ở top 2 các bạn, nhưng mà thuật toán Google mới update đây thì nó ảnh hưởng thứ hạng của mình một chút, hiện tại nó đang có dấu hiệu tụt một chút, thì mình đang tiến hành đẩy lên lại các bạn nha. Thì trong một thời gian ngắn nữa bạn sẽ thấy là website của mình sẽ lên được top 1 hay là top 2, top 3 thôi, với khi đào tạo sale nha, khi cạnh tranh khó hàng đầu tại Việt Nam đó các bạn. Rồi ở đây thì mình đã check cái link là Khoa Học Online, hiện tại nó vẫn chưa ra nè các bạn, có thể là nó nhận muộn các bạn nha, có thể là ngày hôm sau các bạn kiểm tra thì nó có thể nó mới vào các bạn nha, chứ có khi là nó cũng chưa có vào liền được nè. Đấy, nhưng mà mình đã chỉ định như vậy thì ok đó các bạn, thì các bạn có thể là ngày hôm sau bạn check lại, check lại nha, mình bảo đảm bảo các bạn là ngày hôm sau bạn check lại thì nó sẽ vào thôi đó. Rồi thì mình bấm edit đây nè, bây giờ mình thêm một cái trang nào đó đi, thêm một trang nào đó cho các bạn dễ hiểu nè, khóa học chạy quảng cáo Facebook chẳng hạn. Đây cái này mình kiểm tra lại xem là nó đã là có mình chỉ định nó là loại course cho các bạn nha. Nếu mà chưa thì mình mới thêm, còn đã có rồi thì không nên thêm các bạn nha. Này nó không, mình chưa chỉ định nè, bạn thấy không đó. Thì ở đây mình sẽ chỉ định tiếp cho này là course nha, mình lấy cái link này, ví dụ như bạn lấy cái trang là khóa học chạy quảng cáo Facebook nè, trang này mình cũng đang đứng top các bạn, các bạn không tin thì các bạn có thể lên Google gọi là khóa học chạy quảng cáo Facebook nha, mình đang on top á. Rồi ở đây mình sẽ bấm vô cái thằng là course nè, quay trở lại là Schemaro nha, bạn nhớ là vào Schemaro nè, nó có Schemaro. Rồi bạn quay trở lại phần schema nè, bạn kéo lên trên nha, kéo lên trên và xuống dưới cũng được, xuống dưới nè, nó sẽ xuất hiện tất cả những schema bạn từng cài đặt đó. Thì ở đây bạn chỉ cần chỉnh sửa những loại schema nào bạn muốn thôi, thêm bớt tùy bạn. Bạn bấm edit này là chỉnh sửa nha, còn chat là xóa luôn các bạn nha. Bấm edit nè để chỉnh sửa. Thì đây mình thêm là khóa học chạy quảng cáo Facebook vào nè, khóa học chạy quảng cáo Facebook. Đây, khóa học chạy quảng cáo Facebook là cái boss này, boss rồi. Khóa học quảng cáo Facebook, quảng cáo Facebook. Đây, cái bài các bạn nha, khóa học quảng cáo bán hàng online. Cái khóa học quảng cáo Facebook đâu ta, khóa học quảng cáo Facebook. Đây. Khóa học quảng cáo Facebook cơ bản đến chuyên sâu. Đây đây các bạn, ưu đãi 51% đây, trang này. Đó, bạn chọn chỉ định đúng trang các bạn nha, có nghĩa là trên website của bạn có những cái bài boss khác viết về khóa học quảng cáo Facebook hay là gì đó thì bạn phải chỉ định đúng cái trang đó các bạn nha. Mình đã chỉ định đúng trang này các bạn, cập nhật thôi. Đó, cứ như vậy bạn sau này bạn có những cái trang khác mà nó cũng là dạng schema course thì bạn cứ thêm vào như vậy các bạn nha, rất là đơn giản thôi. Đấy. Mình bấm lại on schema nếu trong trường hợp là các bạn sẽ muốn là thêm cái loại schema mới. Đó, đây mình bấm add new tiếp. Nó cho phép các bạn add new thoải mái các bạn. Bây giờ mình muốn chỉ định cho trang chủ local business thì mình bấm là local business. Mình chọn là next. Đấy, bạn chỉ định trang nào thì bạn chọn cái loại schema đó và bạn chỉ định thôi. Ở đây mình sẽ chọn là specific target trước. Đó. Cũng là như vậy nữa các bạn nha, bạn bấm là ở đây mình sẽ ghi là Google để ghi, bạn tìm đến cái trang mà bạn chỉ định là local business bạn, thì thường cái schema này mình chỉ dùng cho trang chủ các bạn nha. Google web để ghi đây, Google web để ghi là trang chủ các bạn, thì bạn chỉ định như vậy tương tự như cái course nãy thôi, bạn bấm next và bạn lưu là ok các bạn nha, complete là ok đó. Thì tương tự như vậy bạn làm nha, nhưng mà có một loại schema duy nhất mà bạn cần phải sửa đó là schema F&V. Thì mình ví dụ cho bạn đây, ví dụ bạn bấm lại on schema này, bạn bấm vào thằng add new đúng không? Ở đây những cái loại schema này yêu cầu bạn chỉ định là được rồi, nhưng có cái loại schema là F&V nè, thì bạn chỉ định xong là một chuyện rồi, bạn vào trong bạn phải cài đặt lại nữa các bạn nha. Và cái loại schema thứ hai đó là schema gầu đất, thì hai loại schema này mình thấy là các bạn phải cài đặt lại các bạn nha, cài đặt lại các bạn nha. Đó, bây giờ mình bấm là schema F&V trước đi, mình bấm next, mình chọn một cái trang hay là một cái gì đó mình muốn thêm vào, mình chọn là specific target đi, thường là mình chọn cái này. Trường hợp bạn muốn bay thì bạn bấm là trang này, on trang. Đó, có nghĩa là on trang, nghĩa là khi mà bạn chọn on trang là tất cả các trang trên website của bạn đều có schema F&V và nhà schema hỏi đáp nha. Còn nếu như bạn chọn on bot là tất cả những bài bot này nó sẽ có. Thường là mình chọn là specific target là ok. Ở đây mình lấy ví dụ cho bạn, ví dụ trang chủ đi là web để ghi lại nè. Đây. Hoặc là trang nào đó cũng được bạn nha, web để ghi nè. Mình bấm chỉ định net. Bấm complete. Thì như vậy là chưa xong các bạn. Khi bạn đã chọn nó là cái loại khi mà FMV đúng không? Bấm cập nhật nha.
Thì lúc này các bạn chưa có xong đâu, các bạn phải quay lại trang chủ nè, quay lại trang chủ nha, nhớ quay trở lại trang chủ, quay lại cái trang mà bạn chỉ định cái loại schema FNQ đó, bạn bấm sửa trang lên đó, bạn kéo xuống bên dưới này thì bạn sẽ thấy một xuất hiện một điều là cái loại schema đây, bạn thấy không, FNQ đó các bạn, đó FNQ nè, thì bạn sẽ bấm là dấu cộng lên, ở đây bạn sẽ đặt câu hỏi và ở dưới là answer là câu trả lời, thường thì mình sẽ thêm ba câu hỏi với ba câu trả lời vào nha, tương tự bạn thêm câu hỏi nè, bạn thêm câu trả lời, bạn thêm câu hỏi, thêm câu trả lời, thêm câu hỏi, thêm câu trả lời, sau đó bấm là cập nhật, thì lúc này cái schema FNQ nó mới ra các bạn nha, còn bạn để trống bạn không làm thì nó không có ra đâu các bạn nha. Đó, ví dụ như schema FNQ mình đã là thêm rồi trước đó nè các bạn. Đây, công ty marketing online là gì nè, tại vì cái trang chủ mình đang sale công ty marketing online hay là web địa ghi là gì nè, đó bạn thấy không, thì đây là mình đã làm từ trước rồi đó. Thì bây giờ hai cái schema này nó chung trong một trang, có nghĩa nó đang đụng cái loại schema các bạn, thì bạn muốn xóa bớt đi á thì làm như sau, bạn sẽ quay lại cái thằng là schema raw này, bạn bấm vào on schema này, thì tại đây bạn kéo xuống bạn tìm đến schema FNQ nha, đây FNQ là có trang web để ghi thấy không, bạn muốn xóa nó bạn bấm là chat nè, xóa nó đi, ok không các bạn, đó chat thì nó vào thùng rác luôn nha, đây nè vào thùng rác này, bạn quay lại cái phần thùng rác này bạn có thể xóa luôn các bạn nha, xóa vĩnh viễn luôn, delete nè, ok không, rồi ok xóa vĩnh viễn luôn. Rồi bấm lại on schema này, có một số cái trang loại schema khác, ví dụ như là schema số Việt thì các bạn cũng phải chỉnh sửa lên các bạn nha, loại số Việt loại dịch vụ các bạn, thì đây mình sẽ thêm add new, ở đây thì mình có cái loại dịch vụ nào, ví dụ như trên trang web của mình thì có những dịch vụ marketing online các bạn nha, hay là dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, hay là dịch vụ NTT này, đấy dịch vụ NTT thì từ này mình đang on top các bạn, dịch vụ NTT những cái key này rất là khó nhưng mình vẫn sell được thôi, nó đâu top 7 top 8 gì đó này, top 5 top 6 gì đó đó. Thì bây giờ mình chỉ định như thế nào, mình có chỉ định dịch vụ cho ta để mình kiểm tra xem nha, bạn chỉ định là chưa xong nha, mới chỉ định thì bạn vào trong bạn cài đặt lại một lần nữa thì nó mới được. Đây có số Việt rồi các bạn, nó có số Việt rồi nè, ok thì thằng này khỏi đi, mình sẽ thêm thằng khác, thêm thằng nào đây, dịch vụ đúng không, dịch vụ Gaspot đi, dịch vụ Bắc Linh, dịch vụ sale đi, ok dịch vụ sale đi các bạn, dịch vụ sale đi, chơi thằng này đi, dịch vụ sale thì hiện nay mình cũng đang sale từ ngày lên các bạn nha, lúc trước thì mình không có đi ngành dịch vụ sale và cái mảng này mình không có đi, nhưng bây giờ mình đang dự định đi các bạn, vì có nhiều bạn nhu cầu hỏi quá dịch vụ sale từ khóa. Thì mình đang đẩy top lên từ từ, do là trang web mình làm sao mình đẩy từ khóa hay sao, cho hiện nay nó chỉ đâu đó top 13, 14 thôi đó. Nhưng mà mình đẩy từ từ thời gian sau nó, bạn thấy là tầm 2-3 tháng nữa, nó sẽ on top 1, top 2 bình thường luôn nha. Top Google thì lại top 17, 18, 20 nè, đang nằm ở trang, thường là nằm ở trang 2. Đấy, mấy từ khóa này ở trang 2 không à. Thì bạn thấy một thời gian nữa thì cái trang web của mình sẽ lên top 1 các bạn nha. Đó, với từ khóa là mình đang tập trung sale là từ dịch vụ sale từ khóa trước, từ khóa phụ trước, từ khóa chính là dịch vụ sale thì từ từ nha, dịch vụ sale của mình hiện nay đang đứng trong trang 5, trang 6 các bạn, ở thứ hạng 50, 60 gì đó, thì từ từ mình sẽ đẩy lên sao đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái trang này mình kiểm tra xem nó có cái loại số Việt chưa, chưa thì mình sẽ làm ví dụ demo các bạn luôn để cho các bạn sử dụng cái Lustgin Schema Raw một cách đúng cách các bạn nha. Có công cụ là một chuyện, như các bạn sử dụng nó sai cách là nó sai các bạn nha. Ở đây có rồi các bạn, ở đây mình có rồi số Việt luôn rồi nè, ok. Mình lấy một trang khác xem, dịch vụ viết bài chuẩn sale, ok dịch vụ bài chuẩn sale đi, lấy cái này xem. Thì cái schema RAW này các bạn dùng cho website số Việt cũng được, là website dịch vụ các bạn, website blog cá nhân cũng được, website bán hàng cũng được luôn các bạn nha, website bán hàng cũng được các bạn. Mình cũng đang dùng cho cái trang bán hàng nè, từ ga giường nè các bạn, từ này cũng là từ khó đầu ngành luôn nè, thì mình đang sale nó nằm đâu trong top 10 đó các bạn. Đó thì từ từ đây cái website mình đang đẩy lên đó, hai từ chăn ga gối điểm, những từ khóa đầu ngành nè các bạn, chăn ga gối điểm nè, nó nằm đâu đó cũng trang 11, top 11, 12 gì đó. Còn những từ khóa ngắt ngắt khác thì nó lên top hết các bạn nha. Từ khóa này từ khóa đầu ngành là từ khóa hàng đầu ngành các bạn, top 12 nè.
Còn từ khóa mà ngắn nhất như là chăn ga gối điện cưới, chăn ga gối điện Hàn Quốc gì đó thì nó lên top hết rồi. Cái điện cưới thì nó nằm ở đâu đây? À, trang mình hôm nay mình không để ý, nó tụt chút xíu rồi mà, chăn ga gối điện cưới nó tụt xuống top 11 rồi, lúc trước nó nằm ở trong trang top 5, top 6 rồi nha. Hôm nay mình không để ý, không có đẩy nữa nè. Đấy, chăn ga gối điện Hàn Quốc xem. Nó đang trong top trang 5 trang 6 thấy không? Top 5 trang 6 nè, đó. Rồi, thì thằng này thì mình cũng đã làm xong một số việc rồi. Thì tóm lại là ở đây mình sẽ lấy một cái trang trang ví dụ đại đi, mình xóa sao. Dịch vụ Gasport đi. Ở đây, mình sẽ chỉ định cái trang này làm trang là cái loại schema là số việc đúng không các bạn? Thì ở đây bạn vào bạn chọn loại số việc này, chọn loại số việc nha. Rồi, bấm là nét. Rồi, bạn sẽ tương tự như vậy, bạn lại chọn cái trang và bạn chỉ định cho nó là loại schema này thôi. Thì ở đây mình vẽ bay bot thôi, mình chọn là dịch vụ Gasport. Đây, dịch vụ Gasport, ok. Rồi, bạn có nhiều trang, bạn chỉ định nhiều trang thì bạn cứ kiếm cái trang đó thôi các bạn nha. Bấm nè, rồi bấm complete, rồi bấm cập nhật các bạn nha, cập nhật. Rồi, thì như vậy chưa xong đâu các bạn nha. Vậy là chưa xong rồi, mình sẽ vào cái trang này, trang dịch vụ Gasport này nè. Mình sẽ bấm reload lại một cái, sẽ bấm sửa trang lên, rồi mình kéo xuống bên dưới, mình sẽ cài đặt một số cái chỉ số của thằng service các bạn nha. Đây nè, thấy không, nó xuất hiện service cái này. Nhưng mà service area thì bạn nên thêm vào cái khu vực địa chỉ địa điểm bạn muốn phục vụ khách hàng. Ví dụ mình muốn sell local ở Hồ Chí Minh thì mình sẽ bỏ Hồ Chí Minh ở đây. Đấy, service go đất ái miệt thì bạn có thể là chọn cái ái miệt bạn tải lên, hoặc là mình sẽ thường là mình lấy cái logo, hoặc là mình lấy cái feature ái miệt của nhà, feature ái miệt này, tức là mình lấy cái thumbnail các bạn, thumbnail của cái trang này. Rồi số việc ái miệt thì mình sẽ để là mặc định vậy luôn. Rồi ghé region tức là cái quốc gia các bạn, cái vùng thì mình chọn là Việt Nam các bạn nha. Rồi, bạn sale ở đâu mình chọn Việt Nam. Telephone thì bạn phải để là số điện thoại của bạn vào. Rồi service type thì ở đây bạn sẽ có thể là bạn chọn một số loại ở đây. Ví dụ mình thường mình lấy title luôn nha. Service type thường là mình xem từ khóa nào trong title nó chứa từ khóa rồi thì mình chọn luôn cái title là ok. Service Goddess name thì mình sẽ chọn size title này. Service description thì mình chọn là content. Locality thì ở đây bạn có thể là để chính xác cái địa chỉ công ty vào. Để chính xác vị trí công ty vào. Locality này. Ví dụ như mình để Hồ Chí Minh đi. Rồi, hoặc là mình có thể ghi quận 1 cũng được, hay là ở đâu đó tùy các bạn nha. Ghi Hồ Chí Minh đi. Còn cái thằng street address thì bạn sẽ bỏ cái thằng địa chỉ đường vào, 52 Đông Du. Nhưng mà này là địa chỉ doanh nghiệp cũ của mình rồi, địa chỉ doanh nghiệp mới của mình thì nó nằm ở ở đây các bạn. Đây, nó nằm ở phòng 903 tòa nhà Diamond Plaza 34 Lê Duẩn. Thì đây lúc này mình sẽ copy cái đoạn này bằng 34 Lê Duẩn này, đó tới chỗ này mình sẽ bỏ vô đây được các bạn. Rồi right brand thì đây là khoảng giá, thì bạn có thể là để khoảng giá vào, ví dụ như là từ 1 triệu đồng hay sao đó, bạn muốn để nhiều, để 10 triệu đồng chẳng hạn. Này đang là dịch vụ gì đây ta, dịch vụ Gasport đúng không, thì khoảng 1 triệu đồng đi, 1 triệu đồng đó, để như vậy thôi. Bạn muốn khoảng giá thì bạn để 1 triệu đồng, còn còn bạn có thể là bạn sẽ gạch dấu gạch trừ bạn nha, bạn để 3 triệu tới đâu đó, mức giá tối thiểu là 1 triệu, mức giá cao nhất là 10 triệu chẳng hạn, thì bạn có thể để như vậy. Ok đó, rồi bạn cài đặt xong cái này hết bạn bấm lưu lại là được các bạn nha, cập nhật là được. Còn ở đây là mình lấy ví dụ thôi, mình không cập nhật nha, vì ở dưới này mình đã cài rồi các bạn, dưới này mình cài rồi. Ai chà, mình cài rồi mà nó không luôn vậy, thì mình sẽ xóa, mình sẽ để lại nguyên cái mặc định luôn nha. Hồ Chí Minh nè, rồi mình sẽ lấy thằng này là cái đến 10 15 triệu tiêu chút không. Rồi mình bấm sale lại qua nha, sale lại cập nhật lại nè. Rồi ở đây thì bây giờ mình muốn xóa, do là hai này nó trùng mà trùng hai loại schema cái số việc rồi, mình muốn xóa cái số việc cũ đi, thì tương tự như vậy các bạn nha, ở cái chỗ on schema quay lại này. Rồi đã kiếm đến cái phần số việc đây, là số việc đâu rồi, số việc đây số việc thì chọn cái loại nào, mình thấy hai cái loại số việc bạn thấy không, đây số việc đây là dịch vụ Gasport này, thì mình sẽ xóa này đi, just đi xóa đi, mình qua phần thùng rác mình xóa luôn mình nha, để cho nó nhẹ nhẹ cái website chúng ta. Rồi
Rồi một cái cuối cùng, schema cuối cùng là schema product, thì bạn cũng tương tự vậy, bạn phải chỉnh ở bên trong các bạn nha, chứ bạn chỉ định không là chưa được các bạn nha. Ở đây ví dụ mình lấy một ví dụ cụ thể là cái loại schema product, mình lấy một trang bất kỳ đi, mình sẽ bấm là pay by speedpost này, mình sẽ chỉ định một trang trang bất kỳ cho bạn này, một trang ví dụ như là du học Nhật Bản. Ok, du học Nhật Bản đi. Đấy, thì ở đây mình lại tiếp tục vậy, mình chọn là du học Nhật Bản đúng không? Đây, cái bài du học Nhật Bản đây. Thì nó là net. Rồi complete. Rồi, xong cập nhật các bạn nha, cập nhật. Như vậy là chưa xong nha, mới một bước thôi, mình mới chỉ định thôi. Bây giờ mình vào trong cái trang du học Nhật Bản này nè, mình chỉ định nó loại sản phẩm đúng không? Thì mình bấm là sửa trang lên nè. Rồi mình sẽ vào trong mình chỉ định cho nó một số thông số đó các bạn nha, để giúp cái schema này nó hiểu rõ nghĩa hơn. Đây. Product MBN thì bạn chưa hiểu thì bạn có thể là bấm vô cái dấu chấm hỏi này để bạn xem các bạn nha. Thì thông thường ở chỗ này mình sẽ để là non. Rồi price valid until là cái giá trị cái giá cả của cái sản phẩm này nó đến khi nào là kết thúc. Thì thường mình sẽ chọn 10 năm sau các bạn nha. 2024 đúng không? Mình kéo tới 2034. Mình chọn đại một ngày đó, một giờ đó, rồi bấm đăng là xong. Đấy. Rồi currency là đơn vị tiền tệ thì mình chọn là Việt Nam đồng. Rồi review đánh giá các bạn, mình sẽ chọn lên và mình chọn đây đánh giá 5 sao. Rồi. Ở đây thì thêm một phần nữa là product brand, tức là thương hiệu của sản phẩm. Nếu như các bạn bán những cái sản phẩm mà có thương hiệu, ví dụ như là những thương hiệu đã được bảo hộ rồi nha. Ví dụ như Nike, Adidas hay gì đó các bạn có thể bỏ vào. À, còn này mình không thì mình có thể non. Rồi product skill, skill nó có nghĩa là giống như là một cái mã sản phẩm các bạn có thì các bạn có thể là bỏ vào. Đây trường hợp không có thì mình non luôn. Rồi product availability tức là sản phẩm này nó availability là tức là sản phẩm này nó còn hàng hay không, tình trạng của sản phẩm này thì nó có một số tình trạng như là in stock là còn hàng các bạn, rồi in store only là chỉ ở cửa hàng nè, rồi hay là online only tức là chỉ bán hàng online nè, hay là out of stock có nghĩa là hết hàng nè. Thì bạn thấy reorder là cái chức năng là đặt hàng trước nè, thì bạn muốn thấy cái nào phù hợp thì bạn có thể là chọn giữ in stock đi, mình còn hàng đi. Rồi đặt ra là cái giá của sản phẩm này thì mình có thể là giá sản phẩm nhiêu là bạn ghi vào 10 triệu hay là nhiêu đó bạn ghi vào đó, 10 triệu ok. Xong hết chưa, cái này thì bạn bấm là cập nhật các bạn nha. Cập nhật là như vậy thì cái product sản phẩm nó mới ok các bạn nha. Mình có thể bấm lưu rồi mình sẽ test lại cho bạn xem nè. Đây, mình sẽ copy cái trang này mình vào cái trang này mình kiểm tra xem nó vào thằng product chứ các bạn nha. Còn nếu mà các bạn không làm những cái bước như thì hướng dẫn trong video này á thì cái lỗi schema nó sẽ bị lỗi các bạn nha, nó sẽ bị lỗi hoặc là nó không chuyên sâu, nó thiếu một số trường đó. Bây giờ schema product nó vào, các bạn thấy không, nó cũng khá là nhanh đấy các bạn đó. Thì bây giờ cái này thì do là đây là cái trang dịch vụ các bạn nha, du học Nhật Bản là dịch vụ chứ không phải là product. Thì bây giờ quay trở lại mình xóa tiếp, mình lấy cái trang này mình làm ví dụ các bạn mà đấy, thì cái nào mình không dùng tới thì mình sẽ xóa thôi nha. Schema product đâu rồi, product đây. Đây mình xóa đi. Rồi, ngoài ra thì có một cái schema khác các bạn cũng cần phải lưu ý, đó là schema về phần mềm các bạn nha. Phần mềm software application. Thì trong cái phần mềm này mình có chỉ định một trang, đó là phần mềm quản lý spa các bạn thấy không? Đây, mình chỉ định một trang này. Cách chỉ định như nào thì tương tự như nãy nha. Mình vẫn chọn là specific page thôi. Thì mình chọn là phần mềm quản lý spa nè và cái phần mềm tăng like fanpage. Thì hai cái từ khóa đều lên top hết rồi các bạn nha. Phần mềm tăng like fanpage đúng không? Đây. Nó nằm ở đâu đó là top top 7, top 8 đó các bạn. Đó. Thì thật ra lúc trước nó nằm ở top 2 các bạn nha. Hôm nay mình không có đẩy mạnh nó nè. Mình không có đẩy mạnh phần mềm này cho nên là nó đang bị có dấu hiệu rớt top một chút. Đấy, thì bạn nào cần tăng like fanpage các bạn có thể vào cái trang web sarobot.vn nha. Đây là phần mềm mà tăng tương tác mạng xã hội đa nền tảng nè, like fanpage, tăng sub YouTube, tăng follow TikTok cũng vậy, có rất là nhiều dịch vụ luôn. Các bạn vào đây các bạn sử dụng nha. Đó. Thì một cái phần mềm khác là phần mềm quản lý spa này. Bạn thấy không? Một cái từ là đầu ngành luôn các bạn. Phần mềm quản lý spa là đầu ngành luôn chứ gì đúng không? Đây là cái ngành thật ra những công ty phần mềm họ gắt muốn lên top các bạn nha. Mình cũng đang đứng top đây. Đây. Mà bây giờ lọt top 10, lúc trước nằm ở trong top 5 các bạn. Nhưng mà mình không đẩy mạnh thôi. Do là phần mềm của mình cũng đang sản xuất ở phần mềm nhưng mà mình chưa có public ra các bạn. Phần mềm dành cho spa ở Việt Nam này.
Đó, các bạn có thể sử dụng trên App Store và CH Play luôn các bạn nha, trên hai nền tảng luôn, Android và iOS. Đó. Và mình chưa có public ra, mình đi sell trước đấy các bạn, tức là mình đi đi sell cho từ khóa lên top trước, rồi thì khi phần mềm nó hoàn thiện rồi mình đưa ra thị trường, là lúc này mình có khách hàng luôn các bạn, khách hàng lên Google họ gõ thì họ kiếm thấy mình thôi. Tất nhiên là tới thời điểm đó mình phải đưa từ khóa này nó lên ít nhất là top 3 trên Google nha, phần mềm lấy thứ ba phải là top 3 trên Google thì mới được. Đó. Rồi thì đây là loại phần mềm, thì tất nhiên là bạn phải chỉ định cho nó là phần mềm thì nó mau lên top các bạn nha. Như bạn thấy mấy từ khóa mà mình chỉ định hầu như lên top hết, không thấy không? À, tất nhiên là chỉ có dùng Luskin Kimaro thì nó giúp cho các bạn, nói chung là nó giúp được một điều là bạn sẽ hơn đối thủ, nó không dùng Kima các bạn nha, hơn đối thủ là không dùng Skima hay là không biết đến Kima. À, còn tất nhiên là các bạn tự có Skima thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều, nó sẽ có những cái trường rất chuyên sâu mà các bạn có thể tự thêm vào được. Còn cái Luskin Kimaro này nó hỗ trợ chúng ta tạo những cái dạng Skima cách nhanh chóng và nó tự tạo auto tự động, nhưng mà thì nó sẽ thiếu trường, nó không bằng cái việc mà chúng ta tự code đâu nha, không bằng cái việc mà thì hướng dẫn cho bạn ở video đầu tiên đó, cách tạo schema các bạn tự code tốt nhất đó. Nhưng mà tất nhiên là mình sử dụng login này thì mình đã tốt hơn những cái đối thủ của mình, nó không dùng các bạn đó. Đây là cái loại software application, thấy không đó. Thì chỉ định như nào thì bây giờ mình sẽ quay lại cái trang này, mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đây phần mềm quản lý spa đúng không, mình cũng tương tự dây bấm sửa trang này các bạn, vào đúng cái trang đó nha, khi chỉ định xong rồi vào đúng cái trang đó mình sửa lại phần mềm này, quản lý spa này, mình bấm sửa trang lên rồi bạn kéo xuống bên dưới nha, kéo xuống bên dưới ở đây mà như bạn thấy này, mình đã thêm hết anh thấy không. À, đầu tiên là application name mà mình lấy luôn cái title, tại thường title là mình sẽ chứa cái từ khóa sale trong đó cho nên mình lấy luôn cái title. Rồi operating system thì mình chọn là content đó, hệ thống vận hành đó các bạn, mình chọn thành tên. Rồi currency mình chọn là Việt Nam đồng. Rồi rating thì mình để là size title luôn đó, tức là cái đánh giá mặc định các bạn lấy cái size title, tức là size title của cái size, tức là chứa từ khóa trong đó rồi. Đó, rất là tốt cho xem. Application type mình ghi là business app các bạn nha, một cái app dành cho kinh doanh các bạn. Nó có rất là nhiều loại ở đây nè, game app hay là mobile app hay là gì đó, thì mình là business app, mình cái app mình phục vụ chính là cho kinh doanh cho nên mình sẽ là business app. Cái right thì là khoản giá các bạn, thì lúc trước cái phần mềm mình là mình dự kiến là sẽ kinh doanh theo tháng, tới cho người dùng mà đăng ký theo tháng khoảng 260.000 là một tháng đấy, sẽ bao gồm hết tất cả tính năng như quản lý spa luôn, nó toàn diện. Rồi cái application image thì mình sẽ lấy là feature image, tức là cái ảnh avatar của cái bài bot này, cái trang này nha. Đó là như sau, bạn cài đặt vậy là xong nha, chứ bạn không cài đặt là nó thiếu trường các bạn nha, lỗi nha. Đây là một số lưu ý của mình hướng dẫn cách bạn sử dụng cái Skimago này rất là chuyên sâu, rất là kỹ luôn, mong các bạn xem kỹ và làm được, đừng có hấp tấp mà xem rồi làm không ổn nha. Đấy. Schema nó rất là mạnh, nhưng các bạn làm sai thôi một cái thôi là ngược lại, phản ứng ngược lại các bạn nha, nó không tốt luôn á, nó hạ tụt tốt luôn các bạn, nhưng mà vẫn chơi đâu á đó. Đó thì việc các bạn làm tốt schema markup này, các bạn mới làm tốt được một tiêu chí thứ sáu của sale các bạn nha. Sale thì nó có rất là nhiều tiêu chí để đẩy trang web của bạn lên top Google. Đó. Tiêu chí đầu tiên nghiên cứu từ khóa, tiêu chí thứ hai là cấu trúc website, tiêu chí thứ ba là viết bài chuẩn sale, tiêu chí thứ tư là link building, tiêu chí thứ năm là entity sale, tiêu chí thứ sáu là schema markup. Thì trong video này mình đã hướng dẫn cho bạn một cái login để giúp các bạn tạo schema markup các bạn nha, nhưng mà nó cũng chỉ là ở mình đánh giá là tầm trung trở xuống các bạn, tầm trung thôi. Thì schema markup thì tất nhiên các bạn phải biết tự code thì nó mới là ok nhất. Rồi yếu tố thứ bảy là traffic user, yếu tố thứ tám là backlink, yếu tố thứ chín là những cái bí quyết sale, những kinh nghiệm sale để các bạn có thể đẩy top từ khóa và giữ top từ khóa bằng nha, thậm chí là bạn có thể chống được các thuật toán của Google, nó đánh cái trang web của bạn, nó phạt trang web của bạn, hay thậm chí đối thủ chơi xấu bạn các bạn nha. Đó thì khi trang web của bạn hội tụ đủ chín yếu tố này, làm tốt hết tất cả các yếu tố này thì website của bạn mới mong lên top được các bạn nha. Thì nếu như bạn nào mà mới biết đến sale hay là sale website hoài mà không lên top, các bạn hãy đăng ký khóa học sale chuyên sâu bên Thiện nha. Đây các bạn, bạn vào web đi ghi.com này, bạn vào phần là khóa học digital marketing này, bạn vào phần đào tạo sale đây đó, hay là bạn search trên Google nó dẫn ra nha, bạn search trên Google nó dẫn ra thôi, bạn vào Google bạn gõ đào tạo sale nó dẫn ra thôi đó. Khi này mình cũng đang đứng top các bạn. À, đây thì bạn sẽ vào đây bạn đọc chi tiết về thông tin khóa học đào tạo sale bên mình. Hiện tại mình đang có phần quà tặng cho các học viên trị giá lên đến 16 triệu đồng các bạn nha. Đó thì nếu như các bạn học theo group các bạn thì mức học phí nó chỉ có 15 triệu thôi, nhưng mà quà tặng thì lên tới tới 16 triệu, thì hầu như là mình thấy là cái quà tặng nó còn nhiều hơn cái học phí các bạn.
bạn học mà bạn còn lời nữa các bạn. Đó, thì bạn muốn tìm hiểu chi tiết về khóa học đào tạo SEO chuyên sâu bên mình để các bạn có thể tối ưu tất cả các tiêu chí này để giúp trang web của bạn lên top bất cứ từ khóa nào các bạn muốn nha. Thì nhắc lại là bạn sẽ SEO top được bất cứ từ khóa nào bạn muốn, dù đó là từ khóa khó nhất các bạn nha. Đó, kiến thức SEO bên mình đào tạo là SEO từ cơ bản nhất đến chuyên sâu nhất luôn, chỉ trong một khóa thôi, từ A đến Z luôn, để giúp các bạn trở thành chuyên gia SEO trong một khóa thôi các bạn. Thì mình đã show ra rất là nhiều từ khóa mà mình đã làm được, mà hầu như những từ khóa đều từ khóa khó thôi. Thì mình đều làm được, thì những cái kiến thức mình làm được mình truyền đạt cho bạn hết luôn. Thì bạn có thể là SEO được bất cứ từ khóa nào các bạn muốn. Đó. Còn ngoài ra thì Thiện cũng nhận dịch vụ SEO các bạn. Nếu như bạn không đăng ký khóa học SEO, bạn có thể là thuê đơn vị bên Thiện SEO. Ok, thì như vậy là mình đã vừa hướng dẫn xong cách bạn sử dụng cái login schema rồi, cũng như là cách bạn tạo những cái loại schema với cái login này các bạn nha. Hy vọng là với video này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều, giúp các bạn có thể là làm chủ được cái schema role này một cách là tốt nhất, vận dụng nó một cách hiệu quả nhất vào website của mình các bạn nhé. Chúc các bạn sớm chinh phục được những cái từ khóa mà các bạn muốn on top các bạn nha. Nếu như bạn thấy video này hay, bạn hãy cho Thiện một like và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ mình nha. Bye bye các bạn.